Thôi không kẹp tóc thôi. Không kẹp luôn. Trễ rồi. Mình có hướng dẫn gì không? Không. Xong rồi. Chị không? The fuck?
Alo. 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 Tôi đây. Nãy giờ tôi đang kiếm hình để post cho Tết nè mà không có hình nào hết, giờ sao đây? Giờ sao mấy ông tư vấn cho tôi cái hình nào post câu câu view chốt TV coi. Dạo này ế ẩm quá. Lại chẳng biết phải làm sao mà mấy anh em ngày lễ mà cũng không thèm vào chơi với tôi. Không, chả hiểu sao. Tôi có làm gì nên tội? Tôi biết tôi làm gì nên tội đây. Sao ta? Hết hình bót rồi Nabi ơi Nabi. Chị hết ảnh bót rồi Nabi ơi Nabi. Sao chị không chụp hình? Không có điện thoại chụp hình nè, giờ phải kiếm lại hình cũ để bót thôi. Nè. Chị thấy em đó. Phải kiếm lại hình cũ rồi. Khổ tâm quá mẹ. Ăn chưa? Chị on rồi mà không biết nữa. Ôi chị ăn lên stream rồi hả? Chị không bấm luôn, chị không bấm online luôn mà xong rồi nó tự bấm. Không biết ở đâu ra luôn. Chị bấm cái nút này nè. À chắc là bấm nút nó hả? Lỡ Đúng rồi. lỡ chị đè lên bàn Bấm phím. nút đó là nó xa. Hả? Không tin được. Nabi bị cam khóc quá trời hả? Vậy là hồi nãy là tôi cứ tưởng là stream xong rồi nó mới khóc chứ hóa ra là nó ngồi nó khóc trên stream luôn hả? Eo. Tội Nabi quá à. Chắc là tôi cũng sẽ bị cam như thế đúng không? Hôm nay ngày lễ à, nhiều người nghỉ học quá mà. Sao ta? Sao giờ ta? Khó khăn quá, mấy ông khó khăn với nhau quá. Rồi, clip tôi rồi. Mic tiếp bị TV rồi. TV.
Ủa, kênh của mình. Nabi ơi, Nabi ơi, qua đây, qua đây đi. Sáng nay nè, đang kết mà bị Cam khóc. Ủa, chứ bữa mấy ông Cam tôi khóc thì sao? Nabi, đổi bên YouTube. Nhưng mà bây giờ chị đâu có. Nè Reader, đúng rồi, chị bấm vào đó. Eo. Ok. Stream này lễ. Nè, nhà vô. Hôm nay không đi chơi hả chị? Nabi hồi nãy ăn hành rồi off stream luôn, tội dễ thương. Đúng rồi. À, hôm nay thì kiểu mấy ông cũng biết đó, tôi thì xa nhà ấy, lễ xa nhà thì không có ăn cùng với bố mẹ được. Thế là tôi phải cũng phải đi làm thôi. Cái này là tôi thích thôi chứ công ty vẫn cho nghỉ. Thích đi làm, gặp mấy ông chơi. Lẽ chắc là hôm nay mấy ông không đi chơi hả? Hôm nay không đi chơi sao? Oh, để coi hả? Coi kênh của tôi được bao nhiêu người coi rồi. À, tôi tôi phải ăn chiến của cơm tiếp. Mời em về với đội của anh. Sưng cả mắt rồi. Hồi nãy tôi thấy Nabi bình thường rồi, chỉ là mặt nó hơi sưng sưng một tí giống tôi mới ngủ dậy thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào mấy bữa nay đang tình trạng giảm cân mà ngày nào cũng quất tô cơm như thế này thôi chịu rồi. Phúc. Ok. Rồi đăng nhập vào nick chơi. Ủa mà đánh rank được chưa ta? Dragon. Không, em không được đi chơi hả? Ủa sao vậy? Ngày lễ mà không được đi chơi luôn hả? Bình thường tôi thấy ngày lễ 29 là trong lớp nó xôn tụ lắm mà. Đủ đi chơi các kiểu, đi ra karaoke, đi suối đồ tùm lum mà. Ủa sao mà bữa nay nó lắc vậy ta? Nó cứ nhảy liên tiếp ấy. Lắc quá.
hôm nào chơi có tâm không? Âu để coi bao nhiêu anh em rồi, 120 anh em rồi. Và chơi có tâm với tôi nè. Hôm nay lễ tổ chức có tâm chơi thả ga luôn. Có rồi. Đi chơi net thì có. Ôi chắc là mà là hôm nay là quán net là đông đông phơi phới luôn. Đông mà ồn ào tấp nập lắm này. Ok mình sẽ tên phòng. Tên phòng của mình đó là thiệt luôn á. Hết Nabi tới Tippy định khủng bố 29 à, tôi có đâu. Tôi có khủng bố gì đâu nè, tôi tạo cái tương cho mấy ông chơi, tạo game cho mấy ông chơi giao lưu với tôi mà khủng bố gì má, má ơi. Lắc quá à. Chát mà cũng được nữa. Kỳ cục kẹo thật chứ. Ok, bát là. Mình sẽ viết bát lên nha. Mấy bạn bên YouTube nè. Biết tên phòng của mình chưa? Thiệt luôn á. Tìm ra chưa vậy? Bát là. Ok, tôi đã viết bát rồi nha. Mấy ông nhìn thấy chữ Tippy TV á. Hồi chị bị cam lại thì sao ạ? Cam lại thì cười. Nó bị cam khóc, tôi cam lại thì cười. Chứ sao nào. Nhưng muốn sao nữa, nhưng mà mấy ông cam tôi không lẽ giờ tôi ngồi tôi khóc. Tôi khóc là hạ dạ mấy ông rồi, tôi phải cười, cười mặt mấy ông ấy. Dám cam tôi hả? Cười. Cười vào mặt người cam. Ấy. Người ta dị, người ta quê, người ta hết cam liền. Ấm dẹt đi. Đổi... Nỗi khiếp sợ của những AD. Không biết ông đừng có lo. Tôi đang cơm nên sẽ không đánh AD. Tôi sẽ đánh đánh support. Sona. Đánh support liền. Coi. Đánh support để mà còn ăn cơm được chứ. Các anh em nhớ share link cho tôi nhá. Hôm nay nghỉ học nên chơi với chị nè, ok. Rồi, tranh thủ ăn vài miếng cơm mà ăn vào có sức mà đánh chưa. Mới vô phòng mà hai cái quảng cáo Romano liên tiếp. Ủa bình thường vô là có một cái mấy, sao lại hai cái liên tiếp được ta. Ông mở hai kênh à, ông mở hai lần thì mới có hai cái Romano liên tiếp chứ. Hãy tôi coi thử tôi có cách ma không nữa. Tại vì tướng của tôi ít lắm, không có cấp ma. Tướng của tôi à. Không. À tướng này là tướng cho chơi free tuần này hả? Nhưng mà sao tôi tìm tướng được ta? À đây nè.
Ê, tôi có cấp ma nè. Ok, tí nữa chơi cấp ma nha. Tí nữa tôi chơi cấp ma support. Tại vì đang cơm. Tại tôi đang ăn cơm nên tôi chơi support mấy ông à. Mấy ông bên YouTube có vô được không vậy? Mấy giờ rồi bây giờ mới ăn cơm á. Bây giờ tôi mới ngủ dậy xong rồi tôi tắm rửa xong rồi tôi thay đồ qua đây luôn đấy. Qua mua mua cơm xong chạy qua đây stream luôn. Chứ đâu có thời gian đâu, tôi dậy trễ quá mà. Mấy ông bên YouTube có vào được không vậy? Có vào chơi với tôi được không vậy? Mấy ông không tìm được phòng của tôi hả? Nếu mà muốn mà tìm phòng custom á thì mấy ông phải kích vào cái ô mà tìm những trận đấu riêng ấy thì may ra có thể thấy được phòng của tôi. Link nhạc ở dưới ấy mấy ông, nếu mà coi bên Chốt TV á thì kéo link xuống. Có link nhạc của tôi ấy. Bàn phím bụi quá, lâu ngày không vệ sinh cho em nó bám bẩn nhiều quá. Hôm nay mấy ông có được đi ăn với gia đình hoặc là nấu đồ ăn ở nhà để ăn với gia đình không? Tôi thèm được cái cảm giác ăn cơm với gia đình quá, mà lại không tại đi xa nhà cho nên lễ hay là Tết hay gì chắc cũng không được rồi, không ăn cơm được với ba mẹ. Nhanh quá không vào được, toàn mấy thánh. Đi rồi. Tí ơi, làm bạn gái anh đi, bỏ thằng Tích đi. Thế sau này lỡ như là có một đứa con gái nào đó, nó nói với anh là anh ơi, bỏ con Tích đi, làm bạn gái em nè, thì anh có bỏ em không? Đấy. Ngày lễ nghỉ được coi tivi vui quá. Bình thường em phải đi học rồi. Học buổi chiều á, sau này hình như là tuần sau chị stream buổi sáng á, em có coi được không? Ừ, chị không đi chơi. Tại vì tôi xa nhà mà biết đi đâu đây, biết đâu đi đâu chơi đây. Ở nhà chơi chán rồi mới ra đây. Không chị ơi, do em đi xa rồi hả? Bình thường mà đi chơi á, ngày lễ thì mấy ông đi đâu? Đi suối. Tôi thì tôi hay đi suối. Rồi quậy 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 gì đó xong tới chiều. Tới chiều rồi về đi karaoke. Karaoke xong rồi đi ăn uống đi nhậu nhẹt gì ấy. Nói nhậu thì nhậu chứ vào quán nhậu để phá mồi. Chứ làm gì biết nhậu. Tôi làm gì biết nhậu. Sam Tích Bi không thả thính nha, đúng không? Tôi làm gì biết thả thính, tôi chỉ biết thả cá thôi mấy ông ơi. Thính là gì vậy? Tuần sau em học buổi sáng rồi chị ơi. Ôi chán nhờ. Bình thường buổi trưa buổi chiều là mấy ông cũng đi học hết rồi. Bây giờ mà tôi xin buổi sáng nữa thì mấy ông lại chuyển đi học buổi sáng. Sao số tôi nó đen ấy à? Tôi phải sao chổi đâu ta, tôi là sao hỏa mà. The hell man. Ông AD tôi lỡ tay muốn chát cái gì đó yêu thương lắm.
xong 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 rồi cái bấm F heal luôn. Chị ơi em nhìn nhầm mật khẩu nên không vào được hả? Sặc, cái mật khẩu người ta ghi rõ ràng như thế rồi mà vẫn không vào được thì thôi chịu rồi. Đi vô ông nội. Con mau mé gì nữa trời. Kỳ quá à. Thôi báo đau quá. Lấy nửa bình của mình rồi. Tên thật của mình là Nguyễn Thái Phượng ấy. Tôi tên Phượng. Sao sao? Muốn điều tra tên thật để làm gì vậy? Au, đau quá, nửa bình em rồi anh ơi. Nuôi má ơi, từ từ thôi má. Thằng nó gần chết rồi kìa. Rừng đâu rồi? Rừng nó đâu rồi? Where giăng lờ giăng 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 lờ giăng giờ. Ông ơi hụt con xe rồi. AD bạn hụt con xe là mình thấy vui rồi. Em 16 đồng liền double liền. Ôi con Yasuo bên kia vấp loot rồi. The hell man. Chặt thế mà trụ cũng bắn mình phát được. Hay thiệt. Alo ông ơi, để cho người ta farm nữa, đè như thế thì sao farm? Người ta ức chế, người ta AFK mất tiêu bây giờ. Có hôm nay tôi sẽ chơi custom với mấy ông. Nhưng mà đừng tránh tình trạng cam nha. Tôi không thích ăn cam, nó ăn quýt thì được. Rồi rồi, con nó nhả kìa. Nhả vào mặt mình kìa. Ôi pha đó ăn không được con xe là thấy buồn rồi. Hít phát là hít thứ ba ấy. Hít thứ ba là hít mạnh nhất mà để cũng để thọt nữa. Không ăn được con xe. Rồi tim người ta hai xác rồi. Rừng găng hay quá. Thả thính thì cút hả. Ôi cái tên chí quá. Lui bé ơi, lui. Bé. Máu ơi là má. Tự nhiên tốn cái heal kìa, người ta còn máu rõ ràng đây mà. Sao bồ? Ôi máu gần chết rồi kìa. Ôi thằng Tâm Can gần chết rồi. Giỡn thôi mà. Dì căng giãn dai. Ôi, hết lính rồi. Mém tí vô là bị chủ bắn rồi. Hết mana rồi. AD và rừng mình nói đang stream mà. Sao không biết được. Ủa stream mà chơi custom làm gì ta. Ví dụ mà stream con trai á, trai stream thì chắc là đánh rank để coi cái trình đấy. Thì bình thường tôi thấy con trai stream thì chủ yếu là trình thôi. Con gái là tôi chủ yếu
ngồi chơi chơi vui thôi á. Alo ông ơi. Sau này mát đồ em ạ. Ở không, hôm nay chị không đi chơi. Ủa, tôi theo. Lên đá đi. Lên đá cắm mắt bảo kê ra đi. Và cả không cam được tiếp bi rồi kìa. Coi nó chắc on kìa. Đậu xanh. Hay. Ừ. Hôm nay tôi cảm thấy như là cái máy tính, cái máy này nó lắc lắc sao á mọi người. Không biết là do phải không ta? Hay là do mình SIDA mình mới cảm thấy như thế. Tự nhiên tôi cứ cảm thấy cái máy này lắc 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 ấy, nó cứ nhảy lung tung mà. Gì man, èo cái quay xa thế, quay nói xa vậy. Thế mà cũng dính nữa. Đúng là đam nhà người ta. Mỗi lần mà mình chơi con Cosmo mình bắn cái anti là không có đam, không có tí tẹo đam nào luôn. Còn người ta chơi Cosmo đam đủ khổ, đam quá trời đam. Ông ơi, pha đó nhìn thấy là quy là lấy lăng rồi. Sao kêu cam chị mà đậu xanh, tại con chat on lên không cam Tippy được rồi nè. Chứ Tippy không thích ăn cam, Tippy chỉ thích ăn sambuche thôi. Sambuche không, hôm nay chị không đi chơi, chị đi làm nè, đi làm stream nè. Tạo game cho mấy ông chơi, mấy ông còn muốn gì nữa nè. Không thích chơi game với tôi. Ôi rồng nó xì, xong rồng xì xa ấy. Để heo. Rồng xì mát xa luôn. Hay quá. Hay AD nó lên không kịp, AD support nó lên không kịp á. Bây giờ nó có ăn rồng không ta? Sao muốn cam Tippy à? Cửu à, người ta cho support thôi mà còn cam nữa.
Vừa chơi vừa ăn cơm, lát mà bị gan là phục cơm ra ngoài á. ông bị tình trạng đó rồi đúng không? Ông bị như thế một lần rồi ông mới biết đúng không? Cũng giống như là ông đang ăn cơm mà ông coi mấy cái ảnh mà kinh dị quá ấy. Ảnh mà kinh dị ở đây của tôi, tức là ông không thích cái con nào đấy mà cái con ấy chụp ảnh tự sướng rồi mặt nó mát là tởm ấy, thì ông phụt cơ ra ngoài giống tôi á. Tôi gặp tình trạng như thế rồi. Đau, đau quá, đau quá. Ow, không thích ăn cá đâu, đừng có liếm cá mặt tôi, đừng thả cá mặt tôi nữa hả? Má ơi, đau quá, đau quá, đau quá, coi nó phun bọt mình kìa. Gần quá, gần quá, gần quá, không được rồi. Xạ. Sao nó quay một phát mình chết rồi ta? Kỳ quá à. Ôi, double kill luôn kìa. Chơi mà ngậm trong con miệng cái xong double kill luôn. Sai rồi, chơi 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 ẩu rồi. Hay quá men. Thằng bạn tôi nè, Nhật Long. Ôi, ổng vào chơi trong này khi nào vậy? Giờ tôi mới thấy luôn á. Thôi ông ơi, tha người ta đi ông ơi. Mod của tôi mà. Ác quá à. Chơi mà dí người ta vô trụ, vô nhà người ta luôn. Thiệt. Em ăn rồng vậy mà rừng nó đi đi ngang không thấy. Vãi vãi, thằng dắt tim tôi nó đứng ăn rồng ở trong này nè. Xong rồi thằng Ray chắc là don't care, dắt chỉ care tôi thôi, thấy tôi cái là xuống quay một phát hả, cái chi quay của nó vòng qua tường đâm thẳng vào mặt tôi không phản xạ được luôn. À, đây của tôi no man, chạy xuống đây nè. Rồi luôn, cháy rồi, cháy rồi. Mẫu ơi, mẫu ơi, gãy súng rồi anh ơi. Chết tắt rồi. À, Tony tắt à. Không tin được. Đi gì. Chỉ có ngày lễ mới 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 giữ stream tôi được thôi mà cũng bỏ 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 kênh stream để vào vào hành tôi. À, đây bên kia nó mới chịu. Chưa kịp làm gì nữa. Thích cam không? Thích cam không bộ? Ôi, nó chạy nhanh quá. Sao tôi mạnh thế nhờ? Mạnh quá, mạnh quá. Ông phải để cho nó. Không được rồi, không được rồi, thôi xuống bóp cho lại với AD mất tiêu. Lên full nát quanh hit quanh kill à. Con này gì mới lên mấy hai mảnh này thôi, chưa up được cái ý thức băng hậu nữa. Quay đến thường phát chết ngắt rồi. 68 phép rồi. Rồi giờ support nó cao mà ngoài mic luôn kìa. Rồi ra mid chơi ra đây đi mình nhá. Rồi mid đủ rồi, chắc chắc là thế cam thế đủ rồi. Ra xuống dưới này chơi nè. Chạy. Không được rồi.
Rồi thêm con Leblanc nữa kia. Thêm Leblanc nữa. The hell man. Thả thính cút. Thả thính chim cút thôi. Đi man ơi. Fan ơi fan. Không được rồi. Có chiều bay qua bên tường rồi. Khó. Giấy khó. Hết hồ à. Mới hù tí và tụi nó làm một đống luôn. Rồi nó kéo bốn thằng xuống luôn. Mấy cái người mà có ngôi sao á là mod của tôi á là quản trị viên ấy. Thì ví dụ như mà ai nói tục hoặc là ai spam link là cấm chat ấy bạn ơi. Ôi đau quá. Au. Gì vậy bộ? Kỳ quá à. Thôi game này chắc win rồi. Win nhẹ nhẹ rồi. Đánh nhanh cho em đánh chung với à. Yên tâm đi, hôm nay chắc là tôi có tâm cả ngày đây, đừng có lo. Don't worry. Đừng có lo là mình sẽ không chơi được. Chủ yếu là mấy ông có muốn chơi với tôi hay không thôi. Nhắc rồi. Rồi hết mana anti rồi ông ơi. Lỡ nó có bay vào tôi hết mana để anti rồi. Kiểu này chắc phải liền. Ui, xong dắt đi đánh nhau với lại thằng Ray rồi. Đánh không lại đâu ông ơi. Chạy. Run for your life. Eo. Rồi tôi về tôi lên cốc quỷ đi. Hồi cho nó đã. Ăn tiếp. Thì ra ăn cơm không? Lì vẫn muốn ăn rồng một mình nữa. Con dắt này, con dắt gì đây mà màu vàng hết? Dắt gì vậy ta? Mọi người biết skin này skin gì không mà sao người nó màu vàng nhìn như cục city. Teo 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 á, hao treo. Xem chị Tippy ăn mà đói bụng quá hả? Vậy em ăn cơm đi. Chắc là chưa giờ nhịn đói đúng không? Đi bỏ chủ hai nhà nó luôn á. Ủa về à? Về không chắc câu má. Gói đa sắc à. Gói đa sắc kẹo dẻo dắt à. Dắt nở hoa. Gói đa sắc. Gói đa cấp. Kỳ quá à. Người ta gói đa sắc kêu ra cấp má.
sạc. Sao không biến về mà? Ông AD của tôi biến về mà sao tự nhiên? Thu á, ngậm mình anti chúng ngay mà nó vừa mới ngậm thằng Lip Lang vô. Chị 2 tháng 9 đánh toàn thua à? Èo. Đánh cứ tâm mà thua là chuyện bình thường, mà đánh rank thua mới đau khổ, mới broken hết thôi. Ê, có thằng Ray ở đây nè. 3 đánh 2 là không được đâu. Đừng có lấy thịt đè người. Tụi tôi chỉ là những thân hình mảnh mai rồi. Có ngồi, coi con cá chê này, coi con tam can kìa. Đấy. Người nó không phải là gấp bằng hai đứa tôi gộp lại đấy, bằng hai đứa tôi gộp lại là nhìn y chang tâm can luôn. Nó tính 3 đến 2 để thịt đè người à. Ôi, nhắc. Nhắc không ơi, sao hai ông rừng này có duyên với nhau ấy nhỉ? Thả thính nhau hay sao mà lúc nào cũng gặp nhau. Gặp nhau hoài luôn. Gặp không chán luôn, thấy là cụng đầu vô. Rồi ông bay vào ông phá trụ vậy thôi à. Vậy thôi à. Teo 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 teo. Sạc ông ơi, sợ gì á. Ôi thằng Tâm Can gần chết rồi kìa. Eo. Không cứu được rồi. Không cứu được rồi. Tại vì dính cái lốc xoáy của Yasuo. Tôi có hồi máu thì thằng Tâm Can nó lại flash. À quên, thằng Copmo nó flash lên. Bắn thường phát là chết rồi. Eo, AD tôi áp cao rồi. Ông ơi, đang chơi bố mẹ găng hả? Bố mẹ găng kêu vào ăn tiệc hả con? Dịch luôn á. Cười quá à. Chưa đủ, à đủ rồi. Đánh chập chắc là đánh chập nhay là team thua ấy. Nhà tôi ở Đà Nẵng nha ông. Giờ đi chung có team được không ta? Tại con van của tụi nó AFK rồi. Woo! Không được rồi, kiểu này là thua rồi. Thôi xuống đẩy bót đây. Tôi đẹp bót AD AFK rồi. The hell man. Thì có nhiều ông lại muốn vào chơi với tôi mà không được. Còn có người vào chơi được thì lại mạng mẽo sida hoặc là bị ganker by parent. Khổ tâm quá mà.
Giờ tôi phải farm thay AD rồi. Nói ăn rồng giờ sao, thiếu người mà. Người giờ phải làm sao đây? Bên AFK ơi. Chào mọi người á. Ôi, để tôi đọc chat mấy ông bên YouTube đây, nãy giờ bỏ rơi mấy ông quá. Mình đang ăn cơm. Hôm nay mấy ông không đi chơi à? Không. Không hả? Kiểu rồi sao không đi chơi được, ngày lễ nghỉ lễ mà mấy ông không đi chơi cho vui. Lên coi stream tiếp đi. Kiểu à, yếu à. Đang coi chim một tiếp bi hả? Đang coi chim tiếp bi. À, này, 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 tôi đang dí nó nè. Ủa, nó biến ảnh về lại rồi. Ấy, bảo kê liền. Bảo kê tức thì. Sạc. Sao mic mình chết rồi? Tưởng chết, tưởng mic còn ngoài ra đánh chung với nó xong chết luôn rồi. Ôi anh em tôi vào rồi, rồi. Bố mẹ cho bố mẹ đưa tôi sub lên. Xong rồi, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Giờ kết nối game lại vào chơi. Hên quá. AD AFK nãy giờ là khổ cực của team rồi. Đấy, đấy AD vào là mọi chuyện khác ngay. Bắn luôn ông ơi, lộn nhào. Lộn nhào các kiểu ơi. Double kill rồi. Sặc, ông sợ cái gì ấy? Sợ cái gì thế, có mình AD, có mình con support thôi. What the hell man. Giờ quét mắt ở đây, mắt tùm lum tùm la. Đang ở trên ba vì sữa tươi ba vì đó thấy không? Phải không ta? Nghe quảng cáo sữa tươi ba vì ngon lắm. Sữa chua á, sữa chua ba vì. Mà ba vì là ở đâu? Có ở gần Sài Gòn không? Bởi vì là ở đâu chị Tài? Thì nghe mấy cái địa danh nghe giống như là ở trên Tây Nguyên nhờ, đúng không? Nghe bao vì á? Giống như ở trên Tây Nguyên phải. Sặc, con bay đâu ấy? Đỡ heo. Ủa mà cái gói đa sắc ấy, có màu vàng, có màu đỏ không ta? Con dắt vào màu đỏ nhìn chắc như vũng máu ấy. What the hell? Đang tính biến về nhà mà. Sặc. Ông ơi luôn ông ơi. Rồi combat kiểu này là không được rồi. Combat kiểu này fail quá. Bát phê quá. Ở Hà Nội hả? Tôi cứ tưởng ở Tây Nguyên nhá, giống như là đồng cỏ ấy. Thì mới có sữa được chứ. Ba vì ở ngoài Bắc. Ôi. Đi một phát cái là dây phone nó bị sida liền.
Tôi chỉ nhớ ngày 2 tháng 9 tôi chỉ có một cái kỷ niệm, đó là hồi xưa mà đi chơi ở bên đoàn ấy, xong rồi đi suối Mơ ở trên Huế. Thế là bên đoàn mà thì sẽ có những hoạt động mà kiểu như là động ngoài trời, kiểu như là mấy trò chơi mạo hiểm ấy. Đấy thì cầm một cái thanh thanh thân cây, xong rồi cột cột dây thần vào, cột thành giống như là cái xích đu ấy, xong rồi cầm cầm bỏ bỏ trên cái cây, mắc cái dây từ cây này qua cây kia, xong cái trượt ấy, trượt giống như ở trên cao ấy, cáp treo ấy. Đấy xong rồi tới tới lượt tôi thử, mấy anh chị khác ấy thì thử không sao hết, tới lượt tôi chơi tôi cầm lên, xong rồi kiểu tôi sợ độ cao á, cái tôi thả ra cái cây mà tôi cầm ấy đập vào mặt tôi, thế là con mắt của tôi ấy nó sưng to tù đù luôn. Ôi cái đó là kỷ niệm không bao giờ quên luôn. Cái lồn như thế trời, ôi nó ăn ba ron khi nào á. Ô tin tự nhiên thua lại ta, chả hiểu sao. Ủa mà team tôi đang win mà tự nhiên thua lại ta, nó cứ xui xui thế éo nào ấy. À, team đang win mà xong giờ thua lại rồi. Ra 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 chạy. Ôi coi nó chia người ra đẩy kìa. Ôi ôi ông ơi, nó có baron, có rồng, có đủ thứ, có các kiểu mà sao sao được, không được đâu. Đúng rồi, hay quá, trang lên nào. Hay quá hay quá, bút chạy nhanh này, bút chạy nhanh luôn. Thôi mình ăn chứ là đâu, Sona ai luôn là biết sao rồi, biết support chơi hay cỡ nào rồi, cần tận tâm lại là win ngay, chuyển thế thua thành thắng liền, ai tin bạn liền. Uống trà sữa không mèo à? Thôi giảm cân em ơi, uống một một ly trà sữa là bằng 3 chén cơm. Thôi thôi thôi, giờ ăn tô cơm đây, ăn còn chưa hết này, ăn thịt đó. Tôi nói tôi bới tô cơm to vậy thôi chứ tôi ăn toàn thịt không à, xong rồi tôi để cơm lại, tôi đâu có ăn hết đâu, nó không bị tôi lừa rồi. Tôi đang giảm cân mà, tôi chỉ ăn thịt thôi, ăn chịt thôi, chịt thôi. Hỏi win luôn kìa. Tự nhiên win luôn kìa. Sao vậy nè? Thôi, thua rồi hả? Thôi mà, cười quá à. Sao còn có hit nữa à? Là win rồi, là qua trận khác rồi. Nãy giờ đánh cất tung mà 35 phút rồi, đau lòng quá. Bét đo thần trưởng. Riven gánh team thì tôi đang chờ Riven gánh team đi mà không không biết sao. Thì cái miệng nói gì là có đó, kêu team bạn chuyển chuyển thua thành thắng đi, xong rồi thắng lại rồi kìa. Giờ đảo ngược lại rồi đấy. Coi giờ lên đồ gì ta? Tim băng đi. Giờ tim tôi chuyển thua hình thắng nè, mấy ông yên tâm đi, tôi nói gì là có đó. Đấy, chuyển thua hình thắng ngay. Đấy, mấy ông thấy không? Ấy. Đúng là cái miệng tôi nói gì có đó mà. Hãy nửa bình thôi, nhẹ nhẹ nửa bình thôi. Rồi hỏi giấy nữa đi.
Ăn cái chỗ này đi, ăn chỗ này mấy ông ơi. Chỗ thì không ăn, lo dí người. The hell man. Ăn chỗ đi mấy ông. What the hell. Sạc. What's up man. Sao vậy? Sao không bỡ chỗ mà tham giết người thế? Chứ mình chưa đi nước ngoài lần nào ấy. Harry Bond solo em kìa. Coi, chính xác. Riven tôi 18 xác. Ví dụ như mà ông Gray này với lại ông Riven thì sao ta? Solo thì tôi nghĩ chắc là Riven hơn. Nhưng mà sợ mù thôi. Sợ thằng này nó làm mù thằng Riven thôi. Thôi tụi nó còn solo rồi kìa, khổ tâm thiệt chứ. Vô tình giết được người luôn. Sao vậy nè? Thôi vô tình giết được người luôn. Ôi, vô tình anti stun trúng hai bạn luôn kìa. Spot ở đấy thôi chẹo rồi. Chạy nhanh nè, bố chạy nhanh cái nhẹ nè. Có con support nào mà hoàn hảo đến mức mà xì lâu cũng có, bút chạy nhanh cũng có, hồi máu cũng có, mà tăng đam cũng có, anti cũng có, chón cũng có. Ôi, anti chón cũng có. Không tin được có con support nào mà hoàn hảo như thế không. Win. Mấy ông đã sẵn sàng chơi tiếp chưa? Ok, tên phòng của tôi là thiệt luôn á. Mấy ông bên YouTube đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ ghi bát cho. Ủa sao kính bắp vô ghi bát không được? Ok. Rồi đấy, tôi đã ghi bát rồi đấy, vào đi. Ông nào mà chơi rồi thì tôi sẽ cất nha. Để coi ông nào chơi rồi. Chơi rồi tôi sẽ không cho chơi nữa. Tôi đã ghi bát ra rồi ấy. Ai sẽ ban tôi ban à. Ông Conan làm gì có áo mà đòi bạc bày đặt đòi ban. Cất cấp 27 đi, có sao đâu, bình thường mà. Để coi hả? Gió quẩy. Ông này chơi rồi hả? Bạn nào chơi rồi thì mình sẽ kết nha. Chơi rồi mình sẽ kết. Cyber chưa chơi. Thấy rồi đúng không? Đủ rồi đúng không? Tài xe nè, tài xe chơi rồi. Bạn nào chơi rồi thì mình sẽ kết nha. Lại nè. Long không có. Saber không có luôn. Arrow không có. V2 không có. Tài xeo tắt. Giò cháo quẩy. Ừ, ông này thích ăn giò cháo quẩy hả? Thảo thánh cút. Warrior. Ai có ông này chơi rồi nhá. Ông này chơi rồi tôi sẽ kết nha. Ok. Được rồi, ok nhá.
Vào nhá. Đâu rồi? Tủ chứ ta? Siêu siêu. Level 27 nào? Ai level 27? Ai? Ai mà level 27 giờ? Ok, vào nhá. Mấy ông yên tâm đi, tôi chơi. Ôi, người ta chưa ban mà. Tôi sẽ chơi tới tối luôn, chơi custom tới tối luôn, nên mấy ông cứ yên tâm. Sặc. Cắm Sona kìa. Cắm Sona hay chơi cấp ma? Bọt nha. Cho tôi sẽ chơi 2 game sức bọt ăn xong tô cơm nè. Hết xong rồi. Xong rồi. Bây giờ chơi game này tôi chơi đàng hoàng rồi, mấy ông đừng có lo. Tôi đã ăn xong rồi. Thật ra tôi thì chỉ thích ăn thịt thôi, không thích ăn cơm. Mấy ông đừng có lo, hôm nay tôi sẽ chơi custom tới chiều tối luôn. Tôi chơi custom thêm vài trận nữa thì sẽ tạo event cho mấy ông chơi nhá. Mấy ông thích chơi vần gì? Thích chơi vần gì không? Mấy ông bên YouTube có vào được không giờ? Chị không có gấu hả? Sao chơi tới tối dữ vậy? Tại vì hôm nay ngày lễ mà, hôm nay ngày lễ nên rảnh ngồi stream tới tối luôn, sao đâu. Bình thường chị cũng stream tới tối mà. Ủa, hình như cho custom là cấp máy cũng được chơi đúng không ta? Mà đánh rank được chưa? Mà thôi, tôi sẽ không đánh rank đâu. Tại vì hôm nay ngày lễ, là ngày dành riêng cho các ông.
cho nên tôi sẽ không đánh rank, không sẽ không ích kỷ, không đánh, không chơi một mình nữa đâu. Tôi sẽ chơi cùng với mấy ông. Sao giờ kiếm phòng không được ạ? Ông phải tìm là kích vào, có biết dấu tích không? Kích vào đó. Cái dòng chữ mà có ghi là tìm những trận đấu riêng ấy. Người ta ăn bánh mà. Tại vì tôi thích nhất là ăn bánh blanc. Ngon lắm nè. Tôi bỏ camera to lên nhé. Eo. Bánh blanc. Ngon không? Ngon lắm á. Như lúc nãy em bị delay rồi. Shop TV stream của chị đã delay tầm tận 1 phút rồi. Ok, vào game rồi nè. Biết giờ hồi nãy tôi biết AD chơi luôn. Tại vì tưởng là ăn chưa xong, hóa ra là đang vào game, tôi tranh thủ nuốt hết, hấp hết. Tự nhiên chưa kịp chọn tướng. Ờ cũng không biết nữa, không biết vì sao nữa. Nó lắc đó. Chị cũng bị không ban được con đầu tiên nè. Ừ, đang đánh cất tâm á. Yêu anh Tích rồi sao ạ? Yêu thì vẫn cứ yêu, chị đã nói rồi mà. Mấy cái vấn đề này chị đã nói rồi. Đó là yêu ấy, là xuất phát từ tình cảm, từ trái tim ở trong con người mình ơi. Thì đó là tình cảm tự nhiên. Thì yêu thì vẫn cứ yêu thôi, chứ có gì đâu mà phải hỏi nè. Khùng quá à. 8 giờ còn không á. Thôi ông ơi, tôi giờ chơi từ 1:30 tới 8 giờ chắc là tôi xỉu luôn á. Là mai nghỉ stream luôn á. Sạc. Thái Phạm Hụt rồi nha. Thái Phạm Hụt rồi nha bồ. Chưa ta. Sắc ông AD tin tôi sao farm hụt hồi vậy nè. Mon Silver này nhìn quen quen à. Hình như có chơi cùng với tôi lần một hai lần rồi thì phải. Nhìn quen quá à, nhìn tên quen quen quen. Sắc farm hụt hồi luôn. AD còn tệ hơn tôi nữa, thiệt. Tôi farm 6 con hụt chầm 2 con thôi, ổng farm hụt 3 con, 4 con. Ôi, ôi, chưa gì thấy hụt chục con rồi đó. Không tin được, farm được có 9 con. Xui quá bạn ơi. Vào trận rồi thì trên tìm kiếm nó mất à. Ừ đúng rồi.
miễn nhiễm phép rồi kìa. Sặc. Phải thế mà trúng hả? Một hit nữa ông ơi. What the fuck? Hay quá, giết nó luôn. Nó hết mana rồi. Sặc. Có thêm thằng rừng nữa kìa. Ôi chơi chơi custom mà chơi Rengar là để bắt tôi cái gì? Chơi custom mà chơi Rengar thiệt luôn á hả? Kìa, cam tiếp nữa kìa. Thôi má, để ra đây tôi farm nhá. Sắc. Ôi, con xe. Thì miệng miếng ăn còn miếng ăn trên miệng rồi mà còn để rơi nữa. Thôi. Em coi thử hình như dính việc cay á, nãy giờ bấm không được. Rồi đúng y chang luôn. Dính việc cay, xanh. Xui quá. Xui quá trời xui. Giờ farm hộ nó mới được. Đấy. Đi đánh thường hả? Đánh thường thì mấy ông đâu chơi được chung với tôi đâu. Đánh thường thì được có 5 người à. Còn custom thì mấy ông đánh được 9 người lận. Không vui hơn hả? Hay là mấy ông muốn tôi đánh thường với mấy ông? Rồi Master Yi pin xuống dưới này làm gì? Có ai đâu, có ai đâu mà xuống dưới này làm gì? Rồi tụi nó đi đâu hết rồi ta? Nãy giờ chưa thấy ra nữa. Lâu lắm rồi á. Đâu rồi ta? Hay là đi ăn rồng thôi. Đi ra chết coi. À nó kìa. Lên đi em. Có rip mình đông mà. Đây rip mình đông quá trời đông. Trả thù liền. Thôi. Boss cao lắm. Đừng găng. Boss đang cao mà. Mít bọc. Đấy, 15 đồng ngay. Ôi, con xe, bỏ con nhỏ đi. Thật, tôi đã nói bỏ con nhỏ đi rồi mà. The hell man. Thiệt luôn, khổ tâm vãi. À mà mình nói nó đâu nghe đâu, quên mất. Thiệt đúng là không có alo, không ngồi bên cạnh chơi game là nó sẽ không hiểu nhau. Thật đúng là giờ tôi mới thấm nè. Ôi, thấy nó anti không chịu e đi mà. Mình đang trực tiếp nha. Đang trực tiếp. Rồi, tụi nó đâu hết rồi ta? 0, 1, 1, 11. Thôi, không farm nữa đâu. Không farm nữa để cho nó đẹp. Ủa, tụi nó đâu rồi ta? Thôi về. Về lên mắt cái. Lui đi. Về mua mắt cấm nhờ. Chưa có dài đi lâu vậy.
Sao chị không chơi Nick Queen Tippy hả? Thì tại vì không thích. Rồi thì dạo gần đây thì thích chơi nick hơn này hơn, không chơi nick kia. Chứ muốn làm sao nè. Ấy chết ngay. Muốn làm sao? Đợi để tôi cắm mắt rồi. Rồi ai đây farm đi ông? Không lẽ đợi tôi farm giùm cho nữa hả? Đấy. Gì xuống găng, găng hộ. Hệ farm ông nè, ông ơi. Sao vậy nè? Sao ông không AD mà thấy Rick đứng trước mặt mà không thèm farm luôn. The hell man. Thôi để tôi phụ giúp ông, tôi sẽ farm giúp ông. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. Sai rồi. Đấy, để sức bọt ăn ngay. Ừ. Đúng rồi. Sai rồi. Cái dạy phải đi về rồi, nghe lời AD là thiệt sức bọt mà không nghe lời AD là trăm đường sức bọt hư, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, mấy ông xin lỗi tôi đi. Sao hôm qua nghe livestream mà? Ờ thì tôi đang stream nè, Nube ơi. Tôi đang stream này. Theo. Like sao ghi reply hả? Ủa tôi ghi like mà. Like Tippy lễ cũng ngon nè. Ông tự S5 lại coi. The fuck, ai sửa lại vậy nè? Tôi ghi like rõ ràng mà. Nó lắc chi mà lắc kinh khủng á. Rõ ràng hồi nãy tôi đã ghi like rồi. Tippy lễ cũng ngoan nè. Rõ ràng hồi nãy tôi là ghi like lễ cũng ngoan nè. Không tin là hỏi mấy ông coi từ đầu đến giờ đi. Có phải không? Tôi ghi như thế phải không? Sao nó lắc nó nhảy lại cái cũ ấy. Chắc là nó lắc lại cái cũ ấy. Không các bạn ơi, có một số máy nó lắc lại cái cũ. Tôi cũng bị lắc lại cái cũ này, tôi mới sửa lại ấy. Chả hiểu sao mạng bữa nay như xịt vậy. Ồ nó bị lắc ấy em. Em thử F5 lại coi. Thử F5 lại đi. Ôi, Ari tin tôi hả? Sao giống quá trời vậy? Nick game tên gì đây? Siêu hả? Hay. Ăn rồi không ông? Ông này nhát quá, không chịu ăn rồng. Thôi ghê quá. Lui đi. Đông lắm.
nó bỏ lên nó đi luôn mà, nó không thành phao, nó đi ra gần mít luôn mà. Ờ lẽ chắc là người nhiều người coi quá nên mạng nó lắc ấy. Mình đang like nhé, mình đang trực tiếp. Lại cầm gì đây? Cầm hút máu à? Trường huyết chiến tướng. AD, AD lo đánh rồng, trong khi rừng nó đứng đó. Đánh rừng nó trước xong rồi đánh rồng sau. What the fuck? Đánh mà chẳng hiểu ý gì trơn à. Hay. Ôi, hay quá, hay quá. Double kill, đúng rồi. Sạc. Pha rồi, ôi, xui quá. Double kill xong chết luôn kìa. Xui quá, xui quá. Giờ nè, giờ tới lượt cấp ma trả thù nè. Rồi, giờ thời gian hồi chiêu đi. Let me guide you. Pha đó đáng lẽ là đánh rừng nó xong rồi hẳn ăn rồng chơi mà đánh rồng có rừng nó ở đó trừng phạt. What the hell man? Nó ghi là reply mà trong hình nó ghi like, sao kỳ vậy ta? Chắc lắc ấy, mọi người thông cảm cho mình nhé. Ôi, nó coi nó quay một phát kìa, đâu vậy? Thằng April bên kia lên tâm hợp hàng gì nó đi nhanh. Có hiệu ứng đi nhanh. Sặc. Ổng thấy quy đó mà không thèm E đi. E là được rồi. Bây giờ bó đang cao sao găng ông ơi. Không có mắt. Bó đang cao sao găng. Chị về hả? Lên cao luôn. Em muốn đánh với chị lắm hả? Tí nữa cái tâm nè, chị đang chơi cái tâm đây. Tí nữa rồi vô đánh chung với chị nè. Tại vì nếu mà bạn nào mà chơi rồi thì sẽ không chơi nữa. Mình sẽ mình sẽ kích ra. Bạn nào mà chơi rồi thì mình sẽ kích. Ông này không để ý cái anti của con April nãy giờ hai lần rồi. Hai ba lần rồi. Không chịu để ý.
Rồi rừng nó đâu không thấy, mất công nó anti chạy ra mũ rồi. Anh kêu TV thì tầm khuya, khuya mới stream, tầm 12 giờ tối, 12 giờ tối 11 rưỡi. Sometimes sadness, sometimes sadness. Chị đang đánh tuyển chọn nè em ơi. Đang đánh cái tôm này. Chị Tài không đi chơi lẻ hả? Không. Sao vậy? Sao hồi nãy Nabi kêu là chị có đi hẹn đi chơi gì đó mà hủy rồi hả? Không flash đi được ta. Xui quá à. Èo. Hồi nãy đứng trong bụi mà không gồng lên. Gồng lên là được rồi. Gồng lên là còn máu tại la. Xui quá. Đánh mà không tập trung một tí là cảm giác là bất an liền. Là lụng bại là chết liền. Nghĩa của đũng bay. Hai tháng 9 chị không đi đâu à? À không, tại vì chị xa nhà mà. Bình thường nếu mà 2 tháng 9 thì sẽ xong tụ gia đình lại ăn, nấu một bữa ăn với đại gia đình. Có bác, gia đình bác, hai gia đình bác, một gia đình cô, chú, ông bà với lại ba mẹ của mình đấy. Bình thường ngày lễ nào cũng thế. Nhưng mà giờ mình đi xa nhà rồi, chắc là ở nhà cũng đang nấu ăn ấy. Thèm mắm dưa quá à. Chị Tài ở đây có mắm dưa không? Dưa mắm á. Giống như đu đủ ấy mà cắt ra làm mắm ấy. Đấy. Thèm quá à, lâu rồi em không ăn, nửa năm rồi á. Không. Còi quá à. Ơi người yêu hãy hứa với tình yêu. Ở sao nó đây giờ cơ động nó đi nhanh vậy? Mình thì nãy mình tính lên giày cơ động xong rồi lại nghĩ lại thôi. Vẫn dai hả? Con bắt hồi à. Nó AD mà sao cứ nhảy lên á. Không hả mày. Eo. Lùi đi ông ơi, mấy ông đánh nhau hoài luôn á. Kìa. Rồi không được rồi, mú ơi. Sạc flash đi rồi mà vẫn bị chết kìa. Hết lòng vì team vậy mà không win được thì thôi á. Nãy giờ có cốc quỷ rồi nè. Thánh boost xuất hiện ở đây. Tèo. Team có Ari khỏe mà. Chính xác rồi. Support gánh tim mà. Chị cho thấy 4-5-6 là thấy không gánh được rồi ông ơi. 4-5-6 sao gánh. Thà phải 10-0-9 thì mới gánh được chứ. Chị Tài ăn bánh lăng không?
Quên đổ máy quét lan rồi. Super máy quét. Ai rừng nó kìa. Chéo mì gòi. Mà sao nó hăm dọa thằng mít mình hồi à. Mít mình xanh cái xong. Mít mình xanh cái xong giờ hăm dọa mít mình hồi luôn. Hở là găng, hở là găng. Hở tí là găng, chả hiểu sao. Đấy, có rồng nước rồi nha. Hồi máu ngay tức thì liền. Đã khác liền. Sạc. Sao nó toàn nhắm mình vậy ta? Mình chỉ là support thôi mà. Bắn ông ơi, bắn. Sạc. Ông AD này thì thiệt. Chả thấy chả đánh được cái gì hết trơn á. Thì thấy AD đánh còn thua mình nữa. Ủa sao cái chị ơi, cái phòng chị giống của Nabi à? Thì đó. Phòng của tụi tôi đấy. Team tôi làm hết rồi. Thôi, giờ chắc là phải kiếm cái máy quét ở trong. Kiếm máy quét bỏ trong người mới được. Tập hát chưa? Nãy giờ chưa đi ăn luôn. Chưa. Kỳ vậy. Nói bụng quá. Nói bụng rồi, giờ ngồi rống. Nói bụng quá. Tội nghiệp thiệt chứ. Nabi nó bị khùng mọi người ơi. Nabi nó bị khùng, nó đang há mỏ ơi. Tôi mà rảnh tay là tôi lấy cái camera tôi quay lại cho mọi người thấy Nabi nó khùng cỡ nào. Thiệt, cái độ khùng của nó còn khùng hơn cả tôi nữa. Mọi người phải ở đây chịu đựng một ngày mọi người mới biết cái độ khùng của nó. Đấy. Cái gì support cánh tim, support chỉ là cái mồi nhữ. Ê, cả S Blue mới được. Một là một cái mồi nhữ để cho tụi nó kiểu như là cái 500 á, mấy ông biết không? Đấy, thì tôi sẽ hút tụi nó vào, tụi nó xả hết cái skill vào người tôi. Xong rồi tụi nó hết rồi. Không còn skill gì hết. Thế là team tôi win thôi. Đấy. Cũng là một cái lợi thế. Đúng chị Tài. Yeah. Chị Tippy ơi. Ok. Thì bán cái này đi rồi mua mất tím. Ok, mọi sự là vì tim chứ gì nữa. Kỳ quá à, người ta quay mít con cua mà cũng để ý nữa. Chào Minh cả, chào Minh nào. Ai đang trong phòng mà? Chị Tài. Tài chứ ai nè. Ôi, kích con cua là thấy hư rồi. Hư hỏng quá. Nó này. Ủa sao con Ranga bị gì á? Ranga nó bị gì rồi? Nó bất mãn với team rồi hay sao á? Trời
cho chị tài vô liên minh làm một ván hả? Bữa tôi kể mấy ông đó, chị tài không cần chơi, chỉ cần ngồi thôi, ngồi hút điếu thuốc. Quyền tìm quyền đánh dinh đó nha, đánh dinh AD carry của team ấy mà AFK ngồi hút thuốc. Phải sai rồi, tôi giỡn, bố chị tài hút thuốc chứ còn chị tài ngồi đánh son. Thôi ngồi cầm cái hộp phấn ấy đánh má hồng, đánh hai má hồng đỏ chót kìa. Xong rồi nhìn lại team Victory, không tin được, tôi vừa mới bước vào phòng tôi thấy chữ Victory là tôi nhìn chị tài thấy đánh hai cái má hồng đỏ chót luôn. Ngồi make up xong rồi team win, ghê vãi thiệt, đúng là sức mạnh, sức mạnh của một đứa con gái thì cần, chỉ cần đẹp là team win. Thì tôi mấy ông thấy không, tôi xấu quá cho nên đánh toàn thua, đúng chị tài. Đúng không chị tài? Ôi, chưa kịp nữa, chưa kịp bay vào hấp nữa đã chết rồi. Ôi, bị nó làm slow rồi, bực mình quá à. Tao thấy ngửi thấy mùi gì đấy. Ôi coi nó thả diều kìa. Coi nó thả diều kìa. Bay tới ông ơi. Hay quá. Ôi sức bọt cỡ đó mà không giết được nữa thì thôi. Thua rồi. Thì tôi vừa xấu lại vừa béo bởi vậy team cứ team thua hoài. Tôi mà chơi là ván nào là ván đó thua. Chả hiểu sao. Bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng làm đẹp, cố gắng giảm cân nữa. Khổ tâm lắm. Thì ngồi trên đây team nhảy chình chịch tay run cầm cặp vậy. Đang giấu cái gì đó homie? Mày đang giấu cái gì đấy? Lên gì nữa ta? Mong nghĩ tôi lên cái gì ta? Lên mũ á. Mũ cho nó xịn, đội mũ bảo hiểm cho nó an toàn. Thiệt ở trong nhà thì không sao, đi ra ngoài đường phải đội mũ bảo hiểm. Lỡ mà Viên Gạch người ta đang xây dựng đi ngang qua công trường ấy, tôi mà đi ngang qua công trường ấy, đội mũ bảo hiểm, Viên Gạch rớt xuống đầu không sao, không đội rớt xuống thì bể đầu có sao đâu. Đúng không chị Tài? Đúng không chị Tài? Trời ơi, ngồi nhắn tin với trai hoài à. Thấy người ta trời ơi, không nhớ hụt rồi. Ờ, giết con nó luôn. À, thằng này hết mana rồi. Ở bên hết ân ti rồi. Trời ơi, không hồi siêu được kìa. Xui quá trời xui à. Hay là AD mình có rít chứ. Phát một, bắn một cái còn có đóng máu mà vẫn rít. Rít xong chết luôn. Kiểu mà người ta nói khen quá trời. Ôi chạy ông ơi, quay đúng rồi. Ôi nó né được rồi kìa. Có chân thằng April nó thả nhiều ơi. E quay là ông chết đi. E đấy. Ôi hên quá. Thằng mid mình mát mạnh luôn.
Ôi, 4 món hả? Chưa full đồ. Nâng cấp mắt hồng hả? Tôi đang tính để tiền lên mũ phù thủy ông ơi. Đội mũ bảo hiểm ra đường mới an toàn nhá. Nói đâu rồi? Thiệt, tim gì gì ấy. Chán thế. Mình thấy mấy ông thấy không, ra đường mà chưa có mũ bảo hiểm là thấy mú rồi, chết nãy giờ là hai xác rồi, không là xấu xấu rồi, đẹp ngất ngay rồi. Cay quá, hôm nay ăn phải ăn nhầm phải wasabi giờ nó cay quá. Ủa lắc rồi hả mọi người? Mọi người F5 lại đi, nó bị lắc ấy. Không sao đâu. Chưa đủ mũ đâu mọi người ơi. Buồn quá. Team 1A sao đánh hả? Ủa team bên kia AFK hả? AFK một người hả? Ủa thấy thằng support nó full đồ mà. Hôm nay ngày lễ cho nên tôi không đến rank đâu. Tôi tạo cái tâm cho các bạn trên Shop TV với lại YouTube chơi. À, nghe đồn hồi nãy bạn Ranga giết mình đúng không? Sao con Fitz ở đâu ra vậy nè? Tính trả thù con Ranga mà nó vào nhà mất tiêu rồi. Ô, win đi ông ơi, win tạo trận khác chơi cho mấy anh em. Ấy giờ mới có mũ bảo hiểm, thiệt chết ba xác rồi giờ mới có mũ. Tên phòng của mình là thiệt luôn á. Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi sẽ tạo game khác chơi. Game tiếp theo. Hay là mọi người muốn chơi event nè. Muốn muốn chơi event không? Mọi người muốn chơi event hay là muốn kích tông bình thường? Lên thêm món phép cho đâu, tôi đang lên mũ bảo hiểm, vừa mới lên mũ chưa kịp ra lên win. Đấy, khó hiểu thiệt chứ, buồn vậy. Mấy ông muốn chơi event không? Muốn chơi event thì tôi sẽ tạo event chơi rồi tặng card cho mọi người. Không muốn chơi event là muốn chơi custom thôi hả? Ok, vậy thôi, để tôi sẽ tạo custom thêm một game nữa đi. Thiệt. Để tôi bày nhá. Bạn nào mà không biết vào phòng của mình thì bấm chữ chữ đấu nè, tùy chọn tham gia trận đấu. Đấy, hiện các trận đấu riêng nè, mấy ông phải kích vào này nè. Đấy, hiện các trận đấu riêng. Tìm tên phòng của tôi ra. Thiệt luôn á. Đấy, cứ tìm tên phòng của tôi ra, nếu mà không hiện á thì các con kích vào đây. Hiện những trận đấu riêng thì nó sẽ ra nha. Đấy, tôi bày rồi đấy, bây giờ tôi sẽ tạo phòng đây. Ok, custom thì custom. Đang tính tạo event tặng cạc mấy ông mà mấy ông không thích thì thôi. Ok, đỡ tốn tiền. Tiếp nhá. Ok, tên phòng của tôi là thiệt luôn á. Bạn nào đã tìm ra phòng chưa? Tìm ra phòng tôi thì cho xin phím 1 nha. Cho tôi xin phím 1. Mấy ông bên YouTube đã tìm ra phòng của tôi chưa? Cho tôi xin phím 1 đi. Mình ăn bánh flan.
Cho tôi xin phím 1 nha. 1111 đó rồi. Dạo này anh tít mập quá à. Có đâu, ổng thức khuya nhiều quá, người ổng ốm nho mà. Cho tôi xin phím 1 đi. 1 đó rồi, 1 đó rồi. Vẫn chưa thấy phím 1. Anh xin vẫy xe đi luôn. Ok, tôi sẽ ghi bát lên stream nha. Tôi sẽ ghi bát lên stream. Mấy ông bên YouTube, giờ tôi sẽ đọc bát lên nha. Tôi sẽ ghi bát lên. Ok, tôi ghi bát rồi đấy. Mấy ông đừng spam nữa, đừng spam. Ngừng spam. Hai cũng được, nếu thích. Vô nào mấy ông ơi. Ôi nhanh quá, mấy thanh niên mà nhanh quá. Baby, such a girl. Ok, bây giờ tôi sẽ xem xét thử ông nào đã đánh rồi thì tôi sẽ kết nha. Bây giờ tự giác đi, cho 3 giây tự giác. 1, 1, 2, 3, 4. Ra chưa? Mấy ông ra chưa giờ? Ok, bây giờ tôi sẽ check. Hữu Thái không có. Nick cancel. Tên là Hoắc à. Phúc Tuy là Hoắc luôn. Nano Arrow là Hoắc luôn. Speed quen này. Speed không có. Ok, tôi sai. Block Zero chơi rồi nhá. Ông chơi Yasuo hồi nãy giết tôi cái gì? Tôi sẽ kích nha. Rolly Filter hả? Filter chưa chơi luôn. 202 chưa chơi luôn. Cây vĩ cầm chưa chơi luôn. Pro S005. Ok, các bạn ở trong này chưa chơi nha. Mình sẽ bắt đầu trận đấu đây. Sạc chưa cắm nữa mà nó đã cướp đi cái lượt ban của mình thật là. Giống như miếng ăn ở trên tay rồi mà còn bị giật đi ấy. Thì khổ tâm quá ấy mà. Nabi bị khùng. Bát là Nabi bị khùng. What the fuck? Man. Oh my god. What the fuck, man? What the fuck, man? Được trong team với Tippy à, có gì đâu mà ngon à. Tôi phải cắm con Yasuo không được. Yasuo rồi. À quên. Tôi quên, phải cắm con Rengar. Cho Jin nè. Nên cho Jin không ta? À tại vì nickname nó ít tướng quá. Chắc phải cho Jin rồi. Bảo kê tôi á. Nếu mà yêu thì bảo kê á. Yêu thì bảo kê nhá. Ôi, dành support kìa, dành support kìa. Em support cho chị, tôi support. Ờ được rồi, một support thôi. Đừng nói là biết 4 ở support luôn nha. Cười quá à. Vẫn luôn có anh ngâm thầm nên gần cười. Cái bát ác ghê à. Có gì đâu, ác không ơi. À, tôi chỉ nói thật thôi. Đúng không Nabi? No. Tôi chỉ nói thật những gì mà tôi biết, những gì mà tôi cảm nhận, những gì mà tôi trải qua thôi. Đó là Nabi nó bị khùng. Mà mấy ông biết rồi. Khùng là giai đoạn cuối cùng của điên rồi. Giai đoạn cuối cùng nhá. Giống như ung thư giai đoạn cuối ấy. Không thể chữa được đâu. Huh.
Gần 1.000 anh em trong room, muốn vào cũng khó. Hôm nay mấy ông nghỉ lễ nhiều nè, coi tôi nhiều nè. Vui quá. Ước gì 365 ngày thì hết 300 ngày lễ rồi. Thì tôi sẽ ở bên cạnh mấy anh em nhiều hơn. Tôi rank vàng nè, đồng đoàn chơi bình thường không ơi, đừng lo. Ở bên kia có gì kìa? Ủa? Thì một lượt cắm mất mất lượt cắm Yasuo bực ghê á. Quay cam xem Nabi à. Nabi nó đang đứng soi gương rồi, đang làm đẹp rồi. Lại camera tôi không có chỉnh đi được ông ơi. Tôi mà chỉnh đi một phát, quay một phát thôi, không không để đúng vị trí của nó là hư, bị hư. Cũng giống như ủa sao sao Dock TV của tôi nó ngừng phát ta? Đợi tôi tí nhá. Tôi tới tôi cập nhật đang phát. Vẫn luôn có anh âm thầm đang gợn cười. Ai nhắn tin nhỉ? Bài đang nghe là bài gì á? Bài này là bài Yêu Một Người Có Lẽ remix nhá. Mọi người search Yêu Một Người Có Lẽ remix thì nó ra đồng một Big Da Show kìa. Sao đâu ông ơi, lỡ người ta cao thủ ít đấu mà có nick phụ là đồng thì sao, người ta chơi thôi. Sạc ông nào thoát đi. The hell man, what the hell, bây giờ phải ban Big lại, khổ tâm thật chứ. Lee Sin chơi Jin khổ quá gì giờ, Bích chọn tướng xong rồi cái thoát ra là thấy phải tốn thời gian Bích lại nữa, khổ vãi. Chơi Jin lại, tại nick này không có tướng, nick này chỉ có Jin X nè, The Witch nè, Chitana nè, Sivir thế thôi, Ace nữa, có 5 con tướng AD à. Mà thật ra thì tôi cũng chỉ chơi chung quanh 5 con đó thôi. Teo 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 teo. Ủa mấy ông đâu hết rồi? Không chát hả? Tôi không thấy ai chát hết. Alo 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 hola hola alo 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 chị Tippy được không? Phải em là Khang Black, Khang Black chưa? Tìm không ra em ơi, không, không tìm không ra Khang Black. Nick này á, nick này ranh vàng ông ơi. Teo 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 teo. Bạch Kim 2 cũng chơi được mà, đồng đoàn còn chơi với tôi được mà, có gì đâu. Thiệt, đánh custom là đâu có quan trọng rank đâu ông ơi. Cấp level hình như là level hai mấy cũng chơi được mà. Thí chủ có tool không mà không, tôi không biết tool.
Đây cái cây vĩ cầm này nè. Cây vĩ cầm nghe quen quen à. Chơi gì chưa? Chơi với tôi chưa ta? Cây vĩ cầm chưa. Theo. Ôi thèm quá à, mấy ông ơi. Coi nè. Ôi đấy, ngày lễ gia đình là như thế. Lễ quốc khánh gia đình sum họp lại ăn với nhau. Nhìn thèm quá à. Lady and gentlemen, Mr. T and Yugi is my homie. Yanaomi, Rusty, Neodai. Lan tỏa trên những con đường, những biệt tượng bị áp tắc. Graffiti nhấn tìm một phút tàu hỏa. Lúc sông sương nơi vào bóng tối. Truy tìm phay thằng chơi Evelyn gấp, nó là thủ phạm làm Nabi khóc. Ủa, hồi nãy bị Nabi bị Evelyn làm khóc hả? Thế mà tôi cứ tưởng là con Rengar hoặc là con Zed chứ. Đưa Nabi bị hành ốc luôn, khổ ghê. Chứ bữa mấy ông hành tôi sao? Hành tôi cũng là con gái với bộ. Bài này bài là bài Graffiti Never Die của Yugi với Mr. T. And who's night? Lan tỏa trên những con đường, những biết tượng bị áp tắc. What the fuck, bad AD. Sai rồi, bad AD là sai rồi ông ơi. Tôi chắc game này chắc là cũng phải chết tầm 5 sát. Bên kia có dạt kìa. Có dạt là thấy tôi khổ rồi nọ. Ôi, Thread thông thạo 7 à. Hai ông thông thạo 6, một ông thông thạo 5. Tôi không có thông thạo nào hết. Chị dám làm Nabi của tôi khóc hả? Graffiti. Ôi, đi Đà Lạt đã thế. Em thông thạo 4 nhá, không phải thông thạo 5 hả? Ấy con Z nó chắc on lên mình sẽ chăm sóc AD kìa. Kỳ quá à. Mát quá à. Nghĩ sao người ta chơi AD cái là biết dệt với lại Rengar hoặc là Leblanc phe tôi rồi. Manfi. Bình thường em ơi, Nabi nó bị khùng à, nó khóc rồi. Nó dạy đò khóc thôi. Ra nó khóc xong tôi vừa mới đi lên nó cười ha 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 mà khóc đâu mà khóc. Mấy ông thấy con gái khóc là mấy ông mũi lòng mà. Ôi nó dụ mấy ông ấy. Manfi tết tướng mình sẽ bắt lẽ. Ôi nó bắt lẽ tôi kìa. Anh không phải là xếp bia, anh không phải là cường núi có những chiếc xe hẳn sang. Nên bây giờ anh quyết định cả cuộc đời này cho anh tất nè.
Ôi, Facebook lắc quá à. Thôi 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 thôi, bỏ 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 bỏ. Rồi găng AD nhiều kìa. Khóc nha, tôi khóc nha. Găng tôi nhiều là tôi khóc á. Z NT là auto die à, lỡ con Z 09 thì sao? That's right. Xì lâu liền, cho một quay là bạn cho tôi một quay là tôi xì lâu liền. Ông biết ăn lính không vậy ông? Nãy giờ tôi thấy ăn lính lần nào nha. Thông thạo 7 đừng để tôi buồn phiền nha. Thông thạo 7 nha, nha bồ. Hai con, ôi mình farm hơn nó một con là thấy vui rồi. Mà tôi chơi game nhiều tôi chỉ bị chảy nước mắt không ơi. Kiểu này chắc phải mua thuốc nhỏ mắt quá. Hay in my world that's right. Mỏi tay rồi, thấy mỏi tay rồi. Đấy, hay quá, Liva đang tim tôi phớt lút rồi. Sạch. Ôi, hụt con rồi. Thằng AD bên kia thông thạo 7 kìa. Rồi tôi không có thông thạo sao chơi lại nó đây. Mà the fuck đánh cái vẹo gì á, đánh gì thế, what the fuck man, sao lên con man phai nó đánh chị mà. Cắm mắt đi đường trong này không chịu cắm, đi ra ngoài cắm. Có bờ tường đó không Ven, con Ven level 3, level 4 rồi. Thì nó trốn vào tường, khùng vãi. Nabi khóc là tại vì người ta cam Nabi quá, cho nên Nabi khóc thôi. Nó còn nhỏ mà, nó còn nhỏ tuổi mà. Chơi chết nhiều quá thì khóc thôi. Rồi tôi chết nhiều quá tôi còn bật nè. Thông thạo 7 mà mấy cái xử lý đó mà không xử lý được thì thôi. Lôm ơi, để cho rip lên lắc hết thôi. Bắn rip kìa. What the hell. Ông này xử lý vụn về quá. Công kênh quá, công kênh quá.
phải pha nó quay qua bên tường không chịu kéo đi. Mình đã câu như thế rồi. Câu như thế rồi, câu cho nó quay qua rồi không chịu kéo đi. Đánh rip giùm tôi ông ơi. Rip nó đang vô kìa, đánh rip giùm tôi coi. Xanh. Thì ông này không biết chơi Thresh rồi. Mấy cái pha như thế mà không kéo được. Thiệt. Sai rồi, hiểu lầm rồi. Cầm thông thạo bãi vậy thôi chứ không biết đánh. Hết đồ hết trơn rồi. What the fuck man, team như xịt vậy nè. Thời giờ phải từ giật cán sinh rồi, không thể tin vào ai ấy. Phải tin vào bản thân thôi. Mà đừng có, chắc là do máy nó lắc thôi, máy nó lắc nó chơi không được thôi. Chắc tôi nghĩ nó đánh cũng hay á. Chắc là tụi tôi đánh không hiểu ý nhau ấy. Với lại bên kia đánh hay hơn, bên kia AD thông thạo 7 luôn, tôi làm gì có thông thạo. Đấy thì bên kia đánh hay hơn thì chuyện rõ ràng. Không sao mấy ông đừng có chửi người ta, khùng quá. Có gì đâu. Tôi chưa level 6 nữa. Nó không cần cam mà đánh, chỉ cần cặp boss nó thôi. Cần cặp boss nó thôi là cũng đủ khổ. Cả flash lên. Flash lên không kéo được thấy mú thôi. Đừng đánh creep ông ơi, please. Tôi bị chậm rồi, tôi bị slow rồi. Thôi bỏ đi ông ơi, bỏ đi, không ăn được đâu. Gì vậy nè? Sao đâu? Mấy ông đừng có khùng quá, người ta như tôi ấy, lâu lâu tôi cũng đánh ngu lắm. Nên đừng có tự nhiên. Đấy, nó đánh với tôi nó rung ấy. Chứ bình thường chắc là nó đánh mà không lên stream thì nó đánh hay.
Tại vì cày thread thông đầu 7 là thấy hay rồi. Mấy ông đừng có lo, tin tôi có mít cánh rồi, sợ gì. Có sao đâu mà. Chị cũng gà lắm nè. Tôi cũng chicken lắm chứ phải. Mấy ông đừng có chửi nó tội nó. Teo 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 la teo la teo teo. Chào mọi người á. Đau cổ họng quá à. Tôi ăn bánh mà không có nước uống ấy. Hồi nãy xuống dưới công ty rồi hết nước chai rồi, chỉ còn nước trong bình thôi mà nhát rót quá. Tại vì cầm hai tô cơm, một tô canh, một tô cơm với lại một ly bánh nữa. Ấy, nó kiểu như, giống như là nó bị tâm lý ấy. Đánh với tôi mà kéo không trúng nó ấy, thì sợ tôi chửi. Mà tôi thì đâu có thói quen chửi người đâu. Tôi chỉ có lâu lâu tôi chạy trâu mà tôi đánh rank một mình á, thì tôi mới chắc on lên tôi chửi rồi. Hoặc là chửi cùng team kêu: sao mày ngu thế? Mày căng tao đi, rồi tao gánh team cho. Hay gì 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 đấy. Đấy, tôi là tôi chạy trâu như thế thôi. Còn thằng này là nó rung. Nó đánh với tôi nó rung quá cho nên mới bị như thế. Phang ngay cái đầu liền. Lui à lui à. Kiểu này chắc phải lên Banshee thớm rồi. Con nó đánh ghê. Ấy, nó tông tôi một phát thôi rồi nó đánh mình. Không cần con AD bồi đam luôn. Mặc dù nó là thân phận support ấy, nó bật đúp lên nó đánh tôi. Mú luôn, đánh ra máu luôn à. Hút cỡ đó mà hút cũng không nổi, hút máu cỡ đó mà hút không nổi. Thì đó, mình với lại chửi người ta thì cũng đâu được gì đâu. Ví dụ như mà game đó đang thua đúng không? Mình cứ chửi người ta xong rồi người ta bực quá, người ta không đánh nữa thì game nó vẫn thua. Mà không chửi, khuyên bảo rằng là ông giờ ông farm thôi, rồi khi nào mà ông chờ cơ hội găng được tôi đó, thì ông hãy găng. Đấy, nói nhẹ nhàng, dễ bảo nó thì nó sẽ nghe, kiểu nghe nó có lý ấy. Xong rồi nó tập trung đánh, xong rồi game win, đấy, easy. Giờ thua kèo team nó rồi, giờ thua kèo AD support nó rồi. Ở thêm về xuống nữa, AD support là nát thở rồi. Không thở nổi rồi, không thở được rồi. Phải câu xuống găng nữa. What the hell man. Thì support nó lên kìa. Support nó trâu vậy. Ôi, flash hụt rồi. Flash hụt là thấy thua không rồi. Á, quay nhảy hụt chứ. Ông nội đi lên nhảy hụt rồi. Về ông ơi, về. Win ngay. Yes hả mày? Thích đánh không mày? Thích không bro? Đấy. Ê, có con mắt nè. Ôi, con mập nữa nè, con mập. Lui. Múa ghê quá. Có chừng thằng. Chừng thằng Manfi nó tông tôi á.
em bị gì rồi? Small win every day. Này, tôi đang đẩy lên vào đây, mấy ông đừng có lo. Sặc, sao đi hết rồi? Đi đâu hết rồi? Ủa, chỗ đầu tiên tụi nó ăn rồi. Cứ tưởng chưa có chỗ đầu tiên mình thì cái chỗ này chứ. Về ông ơi. Tôi có đủ tiền lên BF rồi, còn thiếu 4 rít nữa là đủ 300, thêm 350 đồng nữa. Mà thôi về đi. Đấy, mới thấy bóng dáng con nào đó ở đây nè. Lên BF đi chứ không không có đam. Ôi giời ơi. Lý nhạc bài vừa rồi á. Bài hồi nãy là bài, để tôi coi là bài gì ta. Hồi nãy là bài Smoke Weed Every Day. Hút thuốc. Hút cần gì đấy. Chắc có mắt rồi. Chắc có mắt ở đó rồi không ơi. Không được lui ông ơi. Đông lắm á, có thêm thằng rừng với thằng mít nó nữa. Phá luôn cái trụ này luôn đi. Đấy. Này. Thấy rồi. Phen. Ôi không trúng đầu rồi. Đông lắm á. Nói trước là đông lắm. Cứu. Ồ, Lipo chạy được ơi. Chạy thôi. Thôi không được rồi. Kệ đi nhanh ăn được cái đám rip này. Ôi pha nó e hụt ơi. Ở không hút máu lên được kìa. Hút máu ít quá. Thôi giờ về lên hút máu đi. Ở nhưng mà chưa úp xong cái vô cực nữa. Thôi lên vô cực. Đang giao tranh gay cứng có nhạc lên nè. Nhạc đúng lúc giao tranh đúng không? Để coi thử. Đúng rồi, chém nâu nó. Hay quá. Mà sao thằng Lip lăn mình chết rồi. Có ông nào gần yếu máu không? Tôi anti tôi ăn mạng coi. Anti ăn mạng. Biến bê ông ơi. Hay quá. Sạc. Thằng Z nó vẫn đủ đam để giết con Riven kìa. Con vậy có đuổi theo con sức bò không? Đuổi theo đặt cặp cạp liền. Stream đi đâu hết rồi hả? Tôi nè, tôi vẫn đang ngồi đây chơi với mấy bạn nè. Ôi mấy ông thấy không, đánh kết tôn mà hạt ghê quá. Ủa mà sao tôi ngồi phòng máy lạnh nhá, mà muỗi vẫn cắn. Mấy con muỗi này nó rút vào quần áo tôi núp hay sao á. Thôi mà nó thừa cơ hội nó cắn tôi. Không tin được. Pen. Ôi không trúng đầu rồi.
Teo. Không dí được con dạt đâu. Ăn rồng này, rồng này, rồng này. Ok. Cứ tưởng rồng tụi nó ăn bấm ăn ti là ở KS được thì KS chứ. Chấm hỏi sao là chấm hỏi vào cái đầu tôi thế? Thì khổ tâm quá mà. Mọi sự là vì team mà team nó cho mình cái chấm hỏi to đùng vào cái mặt vậy á. Rồi con dạt nó đi bợ top kìa. Không lẽ hay là giờ mình ra bợ mít bợ bot. Yêu Tippy xong rồi, chết tim Tippy xong rồi đi đâu rồi? Rồi ghê quá, ghê quá. Solo không lại ăn ven rồi. Gì vô cực rồi con. Ma vũ rồi cái đó nữa. Rồi thôi thôi, bạn ba món rồi. Sao con dạt kia thế? Tí nữa tôi mũ với nó rồi. Mình chỉ ở Trình Kim Cương thôi hả? À, con trai mà Trình Kim Cương mà thấy hay rồi. Cần gì có thủ thích đấu. Không Trình Kim Cương nhưng mà Trình thật thì là tốt rồi. Tôi thật ra tôi chỉ biết tôi đánh cỡ bạc thôi. Bữa trước tôi đánh răng bạc mà còn bị hành lên hành xuống nữa mấy ông biết rồi. Vậy tôi chỉ cũng cỡ ở trình bạc thôi. Ồ, dạt là chuyên ra đẩy lẻ hay sao ấy. Hết đẩy top rồi xong rồi giờ xuống đẩy bot. What the hell man? Tôi với ông ăn được không? Mà ông yếu máu à. Sặc, thôi ăn luôn đi, núp làm gì nữa. Đấy, rừng nó bây giờ mới ở mid mà. Ăn là kịp đi. Eo. Chưa đủ tiền. Bây giờ chắc là phải lên dây chuyền chữ thập quá. Chuyền chữ thập. Ồ nó đẩy mít luôn kìa. Em mới thách đấu à. Ghê. Thách đấu thì thôi. Tôi ước mơ lên được kim cương. Kim cương 2 chứ chưa bao giờ được nữa. Cái kim cương 3 thì tôi lên rồi, kim cương 2, kim cương 1 chưa lên được nữa. Thì huống gì mà ước mơ thách đấu, cao thủ thách đấu. Kim cương hàng là giỏi lắm rồi á. Tôi thấy Minat với lại mấy người đã đánh ấy, kim cương hàng là thấy giỏi lắm rồi á. Bụi nữa. Tại vì tôi thấy tôi suy nghĩ của tôi á thì run hàng nó khắc nghiệt lắm. Đi ăn về rồi đó hả? Tê. Tê con mắt mày á tê, đập cho bây giờ. Ảnh rồi. Tê không? Crazy. Đưa ông ơi, đừng có đi vào cái thùng rượu của nó. Giờ sao ta?
Ủa một con một thằng team mình ở đâu rồi? Leap lăng hả? Ăn cua nè, ăn cua nè. Ồ, chắc phải lên giờ đẩy top mình nè. Nãy giờ ăn Baron mà chưa đẩy được cửa nào hết. Xui vậy. Ồ, tôi đứng sau rồi, không lên trước đâu. Hay quá. Tan nát rồi, ăn Baron mà combat không lại rồi. Combat không lại rồi. Nó team nó không sợ Baron luôn, ghê vậy. Ôi. Lớp 7 mà em mới lớp 7 bạch kim mà. Lớp 7 mà chơi tới bạch kim là thấy giỏi rồi đó. Tôi lớp 13 14 15 đây mới có vàng 2 à. Rồi game này chắc thua rồi. Sạc. Dạ xanh quá. Giờ sao ta? Nó con xuống ăn rồng rồi kìa. Nó ăn rồng rồi.